Rồi xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình có một cái cây mai nè, ghép giống bún lông ha các bạn. Thì đang phát triển rất là mạnh. Thì cái này chưa có lên bonsai các bạn ơi, nhưng mà giao lưu với các bạn để các bạn chơi ha. Rồi cây rất là già nha. Đây. Đó. Cây này ở đây thì tầm khoảng hai mấy các bạn. Đây nè, cổ này là còn dưới đây bự nữa ha. Đây đế nè các bạn. Thì cái phần này tắn lên là nửa mở ra thì cái đầu đế nó nôm xuống rất là đẹp ha. Đây là cái lá của nó nè, giống bún lông mà các bạn, giống này rất là mạnh, hoa cũng rất là to nè. Hẹn hồi mình sẽ quay cái mặt hoa để cho các bạn xem, đang nở trên một cái cây phối tượng nè. Đây nè các bạn ha. Cây này cao lên tầm khoảng 20 nè các bạn, 20 40, lên khoảng cao, nếu mà lên cao không tầm khoảng 60 các bạn ha. Rồi cây này đế đẹp già lớn nha các bạn, cây rất là to nè. Các bạn thấy củ này thấy không, đây là cái củ của nó nè ha, dễ nè. Còn dưới đây nè các bạn, còn tắn lên tầm khoảng 5 phân ha. Rồi anh em nào thích thì liên hệ ha. Cây này thì nó rất là đẹp các bạn, chi cành đầu nó được ghép rất là đều rồi nè ha. Đó. Thì chúng ta về chúng ta nuôi lại thôi và lấy giống thôi. Rồi giờ mình sẽ đi tiến hành mình quay mặt qua để cho các bạn xem ha. Này là qua nó chưa có, đây đây cũng là một giống bún lông nè các bạn, mà này là cái phối tượng ha. Cái này cây phối tượng. Rồi đây đang nở được hai cái bông rồi các bạn. Đó, bông này nhỏ thôi, không có lớn nha. Tầm khoảng 3 ngón tay thôi, thật sự nó đủ lực nó thì nó rất là to. Này các bạn thấy không? Bông nó nè. Dày nè. Rất là dày cánh ha. Đó. Này nó còn dung lên nữa ha các bạn. Rồi đây là cái nụ của nó nè. Đây là cái nụ của nó nè. Tròn và rất là to. Rồi, thì đây là cái mặt bông của cái giống đó. Rồi thì anh em nào thích thì liên hệ ha. Bún lông các bạn. Cây đẹp